Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Trịnh Phương và hãy nhớ like và subscribe kênh của Phương để nhận được những bài học tuyệt vời mỗi ngày nhé. Hai chương trước chúng ta đã đi tìm hiểu bí mật là gì trong cuộc sống này và trong chương ngày hôm nay chúng ta lại cùng nhau khám phá cách sử dụng bí mật vào trong cuộc sống của mình như thế nào nhé. Bạn là người tạo ra mọi thứ và sử dụng luật hấp dẫn trong cuộc sống là quá trình dễ dàng nhất để tạo ra mọi thứ. Những bậc thầy vĩ đại nhất và các vị nhân trong lịch sử đã truyền lại quy trình kiến tạo thông qua các tác phẩm xuất sắc của họ dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong số đó, có những vị thầy đã tạo ra các câu chuyện để minh họa cho cơ chế hoạt động của vũ trụ. Những kiến thức và sự thông thái ẩn qua các câu chuyện ấy đã được truyền từ đời này sang đời khác xuyên suốt nhiều thế kỷ và dần trở thành truyền thuyết. Tuy nhiên, rất nhiều người trên thế giới ngày nay không hề nhận ra rằng điều cốt lõi được truyền tải trong những câu chuyện này cũng chính là sự thật tối cao trong cuộc sống. James Ray. Trong câu chuyện Aladdin và cây đèn thần, Aladdin cầm chiếc đèn lên, phủi bụi và bất ngờ đèn thần hiện ra. Đèn thần luôn nói một điều, mong muốn của ngài là mệnh lệnh của tôi. Theo câu chuyện được kể lại, Aladdin chỉ có ước 3 điều. Tuy nhiên, nếu bạn lần tìm lại những phiên bản đầu của câu chuyện này, thì thật ra số lượng điều ước là không hề giới hạn. Hãy thử suy nghĩ về điều đó. Và bây giờ, hãy lấy câu chuyện mang tính ẩn dụ này và áp dụng vào cuộc sống của bạn. Hãy nhớ rằng, Aladdin là người luôn yêu cầu và có được những gì anh ấy muốn. Và bạn hãy coi vũ trụ như vị thần đèn ấy. Từ xa xưa đến nay, con người đã gọi thế lực tối cao này theo nhiều nguồn cách khác nhau. Thiên nhiên gọi là thần hộ mệnh hay đấng tối cao. Bạn có thể thoải mái gán cho thế lực tối cao ấy một cái tên gọi sao cho phù hợp nhất với bạn. Nhưng mọi quan niệm truyền thống luôn cho rằng thế lực tối cao đó là một điều vĩ đại hơn cả bản thân chúng ta. Và thần đèn luôn nói một điều rằng, mong muốn của ngài là mệnh lệnh của tôi. Câu chuyện trên mô tả phương thức mà toàn bộ cuộc sống của bạn và mọi thứ trong đó đã được tạo ra bởi bạn. Vị thần chỉ đơn giản đáp lại mọi mệnh lệnh của bạn. Thần đèn chính là luật hấp dẫn và nó luôn hiện diện, luôn lắng nghe theo những gì bạn suy nghĩ, nói và hành động. Vị thần đèn đó cho rằng mọi thứ bạn muốn có là những thứ bạn nghĩ đến, nói đến hay thực hiện. Bạn là ông chủ của vũ trụ và thần đèn luôn có mặt để phục tùng bạn. Thần đèn không bao giờ thắc mắc về các yêu cầu của bạn. Chỉ cần bạn nghĩ đến và nói ra, thần đèn sẽ ngay lập tức sử dụng sức mạnh của vũ trụ thông qua những con người, tình huống và các sự kiện để hoàn thành điều ước của bạn. Quy trình kiến tạo. Quy trình kiến tạo sử dụng trong cuốn sách này được trích dẫn trong Kinh Tân Ước. Đây là một hướng dẫn cơ bản giúp bạn tạo ra những gì mà bạn muốn chỉ cần 3 bước đơn giản. Bước 1. Yêu cầu. Bước đầu tiên là yêu cầu. Hãy đưa ra một mệnh lệnh gửi đến vũ trụ. Hãy cho vũ trụ biết bạn muốn gì. Vũ trụ sẽ hồi đáp lại những suy nghĩ của bạn. Bạn thật sự mong muốn điều gì? Hãy ghi nó ra một mảnh giấy, hãy viết chúng ở thì hiện tại. Bạn nhớ là hãy viết ở thì hiện tại nhé. Bạn có thể bắt đầu viết như sau. Tôi đang rất hạnh phúc và biết ơn bởi. Sau đó, trình bày chi tiết về việc bạn muốn trong cuộc sống của bạn sẽ như thế nào ở mọi khía cạnh khác nhau. Bạn được quyền chọn những gì mà bạn muốn, nhưng bạn phải xác định được chúng một cách rõ ràng. Đó là việc mà bạn cần phải làm. Nếu bạn không rõ ràng thì luật hấp dẫn sẽ không thể đem lại cho bạn thứ bạn mong muốn. Bạn sẽ gửi đi những tần số nhiễu loạn và chỉ thu hút được những kết quả hỗn tạp. Có thể đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của bạn. Hãy cố gắng làm rõ những thứ bạn thực sự mong muốn. Giờ đây, bạn biết bạn có thể sở hữu, trở thành hoặc làm bất kỳ điều gì và không có giới hạn nào. Vậy, bạn mong muốn điều gì? Yêu cầu là bước đầu tiên trong quy trình kiến tạo. Vậy, hãy tập thói quen đưa ra yêu cầu. Nếu bạn phải đưa ra một quyết định nhưng không chắc
phải chọn gì, hãy yêu cầu. Đừng bao giờ e ngại hay bối rối trước bất kỳ điều gì trong cuộc sống, chỉ cần hãy đưa ra yêu cầu. Điều này thật sự thú vị, vũ trụ như một danh mục sản phẩm dành cho bạn. Bạn lật dở các trang và nói, tôi muốn trải nghiệm này, tôi muốn có sản phẩm này, và tôi muốn có được người như thế này. Bạn đang đặt hàng vũ trụ, điều đó thật sự dễ dàng. Bạn cũng chỉ cần yêu cầu một lần. Điều này giống như việc bạn đặt một đơn hàng từ cuốn catalog. Đừng vì không thực hiện việc đặt hàng nhưng lại nghi ngờ không biết đơn đặt hàng ấy có được xác nhận hay chưa mà đặt đi đặt lại. Bạn chỉ phải đặt hàng một lần duy nhất thôi. Điều này cũng tương tự với quy trình kiến tạo. Trong bước 1, bạn đơn giản xác định rõ ràng những điều mà mình mong muốn, và khi đã rõ ràng trong tâm trí, tức là bạn đã đưa ra yêu cầu. Bước 2, tin tưởng. Bước 2 là tin tưởng, hãy tin rằng điều đó đã là của bạn. Hãy mang trong mình điều mà tôi gọi là niềm tin tuyệt đối, tin vào những thứ vô hình. Hãy tin rằng điều đó đã là của bạn. Hãy mang trong mình điều mà tôi gọi là niềm tin tuyệt đối, tin vào những thứ vô hình. Bạn phải tin mình đã nhận được. Bạn phải biết rằng những gì bạn muốn đã là của bạn ngay tại thời điểm bạn đưa ra yêu cầu. Bạn phải có niềm tin tuyệt đối. Nếu đã gửi một đơn đặt hàng từ catalog, bạn biết rằng mình chắc chắn sẽ nhận được món hàng đó. Hãy áp dụng điều đó với cuộc sống của bạn. Coi những gì mà bạn mong muốn đã là của bạn, biết rằng nó sẽ đến với bạn vào đúng lúc cần thiết. Vậy cứ để chúng đến. Đừng lo lắng hay buồn phiền về chúng. Đừng nghĩ về việc bạn không có chúng. Hãy nghĩ như thể chúng đã là của bạn, đã thuộc về bạn và đã nằm trong tài sản của bạn. Trong khoảnh khắc bạn đưa ra yêu cầu, tin tưởng và biết rằng bạn đã có được nó trong trạng thái vô hình, thì toàn thể vũ trụ sẽ vận động để biến điều đó thành thực tiễn. Bạn phải hành động, phải nói và nghĩ như thể bạn đang nhận được nó bây giờ. Bởi vũ trụ là một tấm gương và luật hấp dẫn sẽ phản chiếu lại bạn trong mọi suy nghĩ nổi trội của bạn. Vì vậy, hãy xem mình như đã nhận được điều đó. Nếu suy nghĩ của bạn đang nhắc nhở bạn rằng bạn vẫn chưa có điều đó, bạn sẽ tiếp tục thu hút những suy nghĩ về việc chưa có nó. Bạn phải tin tưởng rằng bạn đã có nó, đã nhận được nó, để mang những điều tốt đẹp đó đến với cuộc sống của bạn. Khi bạn làm vậy, luật hấp dẫn sẽ dịch chuyển toàn bộ các tình huống, những con người và các sự kiện một cách mạnh mẽ để nhận được những điều mà bạn mong muốn. Khi đặt một chuyến du lịch đến một nơi nào đó, đặt mua một chiếc xe mới, mua một căn nhà, bạn biết rằng những thứ đó đã là của bạn. Bạn sẽ không đặt thêm một chuyến du lịch nào khác vào cùng thời điểm, hoặc mua thêm một chiếc xe hay một căn nhà khác. Nếu bạn trúng xổ số và được thừa kế một gia tài sản lớn, thì ngay trước thời điểm bạn thực sự nhận được tiền thưởng, bạn đã biết rằng nó là của bạn. Đó là cảm xúc về niềm tin rằng điều đó là của bạn và bạn đã có nó. Hãy yêu cầu những thứ bạn muốn bằng cảm xúc và niềm tin rằng chúng là của bạn. Khi bạn làm vậy, luật hấp dẫn sẽ điều hướng toàn bộ mọi yếu tố nhằm giúp bạn đạt được những điều bạn mong muốn. Làm thế nào để bạn có thể chạm được vào niềm tin tuyệt đối? Hãy xây dựng niềm tin, hãy hành động như thể bạn đã có nó. Khi bạn xây dựng niềm tin, bạn sẽ bắt đầu tin tưởng mình đã nhận được. Thần đèn đang phản ứng lại những suy nghĩ chủ đạo của bạn trong mọi thời điểm, chứ không phải chỉ trong lúc bạn đang yêu cầu. Đó là lý do tại sao khi yêu cầu, bạn vẫn phải tiếp tục tin tưởng. Hãy tin tưởng rằng bạn đã có nó. Sự tin tưởng tuyệt đối đó là sức mạnh lớn nhất của bạn. Khi bạn tin rằng mình đang nhận được thứ mình muốn, hãy sẵn sàng và đón chờ phép màu xảy ra. Bạn có thể có được thứ bạn mong muốn nếu bạn biết cách tạo ra khuôn mẫu của nó trong suy nghĩ của bạn.
mọi mơ ước đều có thể thành sự thật nếu bạn học và điều khiển sức mạnh sáng tạo vận hành thông qua chính bạn. Những phương pháp đã hiệu quả với một người sẽ hiệu quả với mọi người. Chìa khóa để có được sức mạnh nằm trong việc sử dụng những thứ bạn đã có một cách tự do, trọn vẹn, và từ đó mở rộng cánh cửa của bạn để nguồn năng lượng sáng tạo chảy qua bạn. Vũ trụ sẽ bắt đầu sắp xếp lại trật tự để khiến điều đó xảy ra đối với bạn. Jack Canfield, hầu hết chúng ta không bao giờ cho phép bản thân mong muốn điều mình thật sự mong muốn bởi chúng ta không thể thấy nó biểu lộ. Bob Proctor, nếu thử tìm hiểu một chút, bạn sẽ thấy một điều hiển nhiên là bất cứ ai đạt được điều gì đó, họ thường sẽ không biết họ đã làm như thế nào, họ chỉ biết rằng họ đã làm việc đó. Tiến sĩ Joe Vitale, bạn không cần phải biết rằng mọi việc sẽ diễn ra như thế nào, bạn cũng không cần phải biết cách thức vũ trụ sắp xếp lại mọi trật tự như thế nào, nó sẽ diễn ra như thế nào, vũ trụ mang điều đó đến cho bạn bằng cách nào, đó không phải là mối quan tâm hay nhiệm vụ của bạn, mà đó là vũ trụ. Khi cố tìm hiểu xem mọi thứ sẽ xảy ra như thế nào, bạn đang phát ra một tần số, trong đó chứa đựng những thông tin về sự thiếu tin tưởng của bạn, rằng bạn không tin mình sẽ sở hữu được nó. Bạn nghĩ mình phải tự làm điều đó và không tin vào vũ trụ sẽ thực hiện mọi thứ cho bạn. Cách thức thực hiện không phải là phần việc của bạn trong quy trình kiến tạo. Nếu bạn không biết cách, vũ trụ sẽ mang đến nó cho bạn. Bạn sẽ thu hút được giải pháp. Lisa Nichols, thông thường, khi chưa thấy được những thứ mà mình đã yêu cầu, chúng ta thường thấy nản lòng và thất vọng. Và sau đó chúng ta chuyển sang nghi ngờ, chính điều này đem lại cho chúng ta cảm xúc thất vọng. Hãy nhận diện sự nghi ngờ ấy và thay đổi nó, nhận ra cảm xúc và thay thế nó bằng niềm tin không thể lay chuyển. Tôi biết rõ rằng thứ tôi yêu cầu đang trên đường đến với tôi. Bước 3. Đón nhận. Bước thứ 3 và cũng là bước cuối cùng trong quy trình đón nhận. Bắt đầu cảm nhận sự tuyệt vời của nó. Hãy cảm nhận giống như cảm xúc bạn đã có được nó. Hãy cảm nhận điều đó ngay bây giờ. Trong giai đoạn này, điều quan trọng của bạn là phải cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, bởi khi đó bạn đã đưa bản thân mình đến tần số của những điều bạn mong muốn. Đây là một thế giới đầy cảm xúc. Nếu như chỉ đơn thuần tin tưởng vào một điều gì đó, một cách lý trí và không có cảm xúc gì liên quan tới nó, thì bạn không có đủ sức mạnh để biến nó thành sự thật. Bạn cần phải cảm nhận được nó. Chỉ cần yêu cầu một lần và tin tưởng rằng bạn đã nhận được nó. Cảm thấy vui vẻ là tất cả những gì bạn cần làm để có được điều bạn mong muốn. Khi cảm thấy tốt đẹp, tức là bạn đang trong tần số của sự đón nhận. Bạn đang ở cùng tần số với những điều tốt đẹp đang đến với bạn. Bạn sẽ nhận được điều mà bạn đã yêu cầu. Bạn sẽ không yêu cầu bất cứ điều gì nếu chúng không mang lại cho bạn cảm xúc tốt đẹp khi bạn nhận được nó, đúng không? Vậy thì hãy tự đưa bản thân mình đến với tần số của những cảm xúc tích cực. Bạn sẽ nhận được điều bạn muốn. Cách nhanh nhất để đưa bạn đến cùng tần số đó là hãy tự nói với bản thân mình rằng: tôi đón nhận. Ngay bây giờ, tôi đang nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đang đón nhận. Điền điều bạn mong muốn ngay lúc này và hãy cảm nhận điều đó, cảm nhận như thể bạn đã có được nó rồi. Bạn thân của tôi, Messi là một trong những người xuất sắc nhất trong việc tạo ra những thứ mình muốn mà tôi từng biết, và cô ấy cảm nhận mọi thứ. Cô ấy cảm nhận xem mình cần cảm thấy như thế nào để có được điều bạn cô ấy muốn. Cô ấy cảm nhận để khiến mọi thứ trở thành sự thật. Cô ấy không cần phải tìm hiểu xem bằng cách nào, khi nào hoặc ở đâu. Cô ấy chỉ cảm nhận nó và nó đến với cô ấy một cách tự nhiên. Vì vậy, hãy cảm nhận niềm vui ngay từ bây giờ. Khi biến trí tưởng tượng trở thành hiện thực, bạn đang trên hành trình xây dựng thêm nhiều ý tưởng lớn hơn, kỳ diệu hơn, và bạn của tôi,
Đó chính là quy trình kiến tạo. Bạn sẽ nhận được bất kỳ điều gì bạn yêu cầu với lời cầu nguyện và lòng tin. Những gì bạn mong muốn khi bạn cầu nguyện và tin tưởng rằng bạn có được nó, bạn sẽ nhận được nó. Luật hấp dẫn cũng như việc nghiên cứu và thực hành luật này, mục đích là giúp bạn tìm ra được phương pháp để có, cảm nhận, cảm giác sở hữu những điều mình mong muốn. Hãy đi thử chiếc xe mà bạn muốn mua. Hãy mua căn nhà mà bạn muốn. Và vào trong căn nhà, hãy làm bất kỳ điều gì cần thiết để bạn có được cảm giác mình đang sở hữu nó và ghi nhớ cảm giác ấy. Tất cả những việc bạn có thể làm để có được cảm giác đó sẽ giúp bạn thu hút được điều đó theo đúng nghĩa đen. Khi bạn cảm thấy như thể mình đang sở hữu được nó và cảm giác đó đến thật đến mức mà bạn cứ nghĩ là mình đã có được điều ấy rồi, thì khi đó bạn đang có niềm tin rằng mình đã nhận được điều mình muốn và mình sẽ nhận được điều đó. Có thể một buổi sáng thức dậy và đã thấy nó ở đây, nó đã biểu hiện, hoặc bạn có thể có được một vài cảm hứng để làm một vài việc gì đó. Bạn đặc biệt không nên nói theo kiểu, tôi có thể làm cách này, nhưng tôi ghét điều đó. Trong trường hợp này, bạn đang đi chệch hướng. Đôi khi, bạn cần phải hành động, nhưng nếu thực sự làm những gì thuận theo cách mà vũ trụ đang cố gắng để mang lại cho bạn điều mà bạn muốn, thì bạn sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Bạn cảm thấy mình đang sống thực sự và có thể làm điều đó suốt cả ngày. Đối với một số người, hành động có nghĩa là làm việc, nhưng những hành động yêu thích sẽ không khiến bạn cảm thấy như mình đang làm việc. Sự khác biệt giữa hành động yêu thích và hành động là, hành động yêu thích là hành động bạn đang thực hiện để đón nhận một điều gì đó. Còn nếu bạn đang cố gắng hành động để biến điều gì đó thành hiện thực, thì bạn đã đi ngược lại quy trình. Hành động yêu thích sẽ không cần nỗ lực và bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời bởi khi bạn ở đó, bạn đang cùng tần số của sự đón nhận. Hãy tưởng tượng rằng cuộc sống cũng giống như một lòng sông chảy xiết. Bạn đang hành động để cố gắng biến điều gì đó thành hiện thực cũng giống như bạn đang bơi ngược dòng. Bạn sẽ cảm thấy khó khăn và nhiều trắc trở. Thế nhiên, khi bạn hành động để đón nhận điều vũ trụ mang lại, bạn sẽ cảm thấy như mình đang bơi xuôi theo dòng mà không tốn chút sức lực nào. Đó chính là cảm giác khi bạn thực hiện những hành động yêu thích và cảm giác khi bạn hòa mình vào dòng chảy của vũ trụ và cuộc sống. Đôi khi, bạn không hề nhận ra rằng mình đã hành động cho đến sau khi bạn đạt được điều mà bạn mong muốn. Đó là vì bạn cảm thấy hành động đó quá tuyệt vời. Sau đó, bạn sẽ nhìn lại và phát hiện ra điều kỳ diệu ở cùng cách thức mà vũ trụ đưa bạn và điều bạn muốn đến với nhau. Vũ trụ không ưa thích sự chần chừ. Đừng trì hoãn, đừng phỏng đoán, đừng nghi ngờ. Khi cơ hội đến, khi thấy thôi thúc, khi trực giác mách bảo, hãy hành động, đó là nhiệm vụ của bạn và là tất cả những gì bạn cần làm. Hãy tin tưởng vào bản năng của bạn, đó là cách mà vũ trụ truyền cảm hứng cho bạn, đó là cách mà vũ trụ tiếp với bạn trên tần số đón nhận. Nếu được trực giác hay bản năng mách bảo, hãy nghe theo nó. Bạn sẽ nhận ra rằng vũ trụ đang dùng lực hút dịch chuyển bạn để giúp bạn có được những điều mà bạn đã yêu cầu. Bob Proctor. Bạn sẽ thu hút tất cả những gì mà bạn yêu cầu. Nếu đó là tần số tiền mà bạn cần, bạn sẽ thu hút nó. Nếu đó là những người bạn cần, bạn sẽ thu hút họ. Bạn đã dành sự chú ý của mình vào những điều mà bạn đang bị thu hút bởi khi bạn giữ những hình ảnh về điều bạn muốn. Bạn đang bị thu hút bởi chúng vì chúng cũng đang được thu hút tới với bạn. Nhưng chúng chỉ có thể di chuyển thành trạng thái vật chất cùng với bạn và thông qua bạn, điều đó được thực hiện bởi quy luật. Hãy nhớ rằng khi đã rõ ràng bên trong tâm trí về điều bạn muốn,
bạn sẽ trở thành thỏi nam châm dẫn dắt những điều đó đến với mình và ngược lại. Những điều đó là thỏi nam châm thu hút bạn. Bạn càng thực hành, bắt đầu quan sát thấy luật hấp dẫn đang mang mọi thứ đến với bạn, bạn càng trở thành thỏi nam châm lớn hơn. Bởi bạn sẽ gia tăng sức mạnh của sự tin tưởng, niềm tin và sự hiểu biết. Bạn có thể bắt đầu từ con số 0, và từ con số 0 đó, một lối đi sẽ được hình thành. Tất cả những gì bạn cần chính là bạn và khả năng suy nghĩ của bạn để biến mọi thứ thành hiện thực. Tất cả mọi thứ được phát minh và được sáng tạo trong lịch sử nhân loại đều bắt đầu từ một suy nghĩ. Từ suy nghĩ đó, một con đường được mở ra và được chuyển hóa từ trạng thái vô hình sang hữu hình. Hãy nghĩ đến một chiếc xe đang đi trong đêm. Chiếc đèn pha chỉ có thể chiếu sáng một khoảng từ 30 đến 60 mét, nhưng bạn có thể lái từ California đến New York suốt một đêm, dù thực tế chỉ nhìn thấy khoảng 60 mét ở phía trước, và đây chính là cách mà cuộc sống hé mở trước mắt bạn. Nếu bạn tin tưởng rằng cuộc sống sẽ luôn liên tục hé mở không ngừng, và cuối cùng, quá trình đó sẽ đưa bạn đến bất kỳ nơi nào mà bạn thực sự muốn đến. Hãy tin tưởng tuyệt đối vào vũ trụ. Trước đây, tôi thực sự không có ý tưởng nào về cách mình sẽ chuyển tải những kiến thức về bí mật trong bộ phim. Tôi chỉ tập trung vào kết quả cuối cùng. Tôi nhìn thấy kết quả rõ ràng trong tâm lý tôi. Tôi cảm nhận được nó trong toàn bộ khả năng của tôi và tất cả những thứ mà chúng tôi cần để xây dựng bí mật đến với chúng tôi. Hãy đi bước đi đầu tiên trong sự tin tưởng. Bạn không cần phải nhìn thấy toàn bộ chiếc cầu thang, chỉ cần đi bước đi đầu tiên. Bí mật và cơ thể của bạn. Hãy xem xét việc ứng dụng quy trình kiến tạo đối với những người đang lo lắng về cân nặng và muốn giảm cân. Điều trước tiên bạn cần phải biết, nếu bạn tập trung vào việc giảm cân thì bạn sẽ thu hút thêm nhiều suy nghĩ là phải giảm cân đến với bạn. Vì vậy, hãy loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí của bạn. Đó chính là lý do khiến chế độ ăn kiêng thông thường không hiệu quả. Vì mãi tập trung vào việc giảm cân nên bạn càng thu hút thêm nhiều năng lượng để tiếp tục phải giảm cân. Điều thứ hai, việc thừa cân xảy ra do được tạo lập thông qua suy nghĩ của bạn. Nói một cách đơn giản, nếu ai đó thừa cân thì việc này xuất phát từ những suy nghĩ về cân nặng của họ, bất kể người đó nhận thức được điều đó hay không. Một người không thể vừa suy nghĩ thân hình mảnh mai vừa bị béo phì được, điều này hoàn toàn đi ngược lại với luật hấp dẫn. Do nhiều người cho rằng họ có tuyến giáp phát triển chậm, quá trình trao đổi chất chậm hay khổ người của họ là do di truyền, nên toàn bộ những điều đó đều biểu thị qua việc cho việc nghĩ đến việc thừa cân. Nếu bạn chấp nhận bất cứ cái cớ nào trên đây và tin tưởng vào nó, và nó sẽ trở thành hiện thực tế của bạn, điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ tiếp tục thu hút những suy nghĩ về việc thừa cân đến với mình. Sau khi sinh hai cô gái, tôi bị thừa cân qua người khác và qua sách báo, tôi được biết rằng sẽ rất là khó giảm cân sau khi sinh. Và càng khó khi sinh đứa thứ hai, tôi đã triệu hồi điều đó đến với mình thông qua những suy nghĩ về việc béo phì, và tôi trở nên rất mập và càng chú ý vào việc tại sao tôi lại béo lên, tôi càng thu hút việc tăng cân. Tuy khung người của tôi nhỏ, nhưng tôi đã trở thành quý bà đồ sộ 65kg chỉ bởi những suy nghĩ của tôi về việc tăng cân. Nhiều người và ngay cả chính bản thân tôi vẫn thường cho rằng các món ăn là nguyên nhân chính làm tăng cân. Niềm tin đó không hề đem lại lợi ích cho bạn, và theo tôi, lối suy nghĩ này là hoàn toàn vô nghĩa. Thức ăn không phải là nguyên nhân dẫn đến vấn đề cân nặng.
Chính suy nghĩ của bạn về việc cho rằng thức ăn chính là thủ phạm của việc tăng cân đã khiến cho bạn tăng cân thực sự. Hãy nhớ rằng những suy nghĩ là tiền đề của mọi thứ và những gì còn lại chỉ là hệ quả của những suy nghĩ đó. Hãy suy nghĩ về những suy nghĩ hoàn hảo và kết quả là số đo hoàn hảo. Hãy loại bỏ mọi suy nghĩ hạn hẹp. Và thức ăn không làm bạn tăng cân trừ khi bạn nghĩ nó có thể. Định nghĩa về cân nặng hoàn hảo là mức cân nặng mà bạn cảm thấy tốt và thoải mái nhất. Đừng quan tâm đến nhận xét của người khác, hãy quan tâm đến mức cân nặng khiến bạn cảm thấy thoải mái nhất. Bạn hẳn sẽ quen với vài người bạn, dù trông rất gầy nhưng lại vô cùng khỏe mạnh. Họ tự hào tuyên bố, tôi có thể ăn bất kỳ thứ gì mà mình muốn và tôi luôn có mức cân nặng hoàn hảo. Vị thần đèn của vũ trụ đã nói rằng, mong muốn của Ngài là mệnh lệnh của tôi. Để có được mức cân nặng và cơ thể hoàn hảo, hãy áp dụng quy trình kiến tạo và làm theo bước như sau. Bước 1. Yêu cầu. Hãy tự xác định rõ ràng mức cân nặng mong muốn của bạn. Hình dung một bức tranh cụ thể bên trong tâm trí của bạn về việc bạn trông sẽ như thế nào khi đạt được mức cân nặng hoàn hảo. Tìm lại những bức hình lúc bạn đạt được mức cân nặng nó. Nếu còn giữ chúng, hãy nhìn chúng thường xuyên. Nếu không, hãy tìm những bức hình để có cơ thể của người mà bạn ngưỡng mộ và thường xuyên nhìn vào hình đó. Tin tưởng. Bước 2. Bạn phải tin mình sẽ nhận được mức cân nặng hoàn hảo đó là của bạn. Bạn phải hình dung, giả định, hành động, xây dựng niềm tin rằng mức cân nặng đó là của bạn. Bạn phải tự coi mình đang ở mức cân nặng đó rồi. Hãy viết ra mức cân nặng hoàn hảo của bạn và đặt nó ở những vị trí ngang tầm mắt của bạn và tránh việc cân thường xuyên. Đừng mâu thuẫn với những gì bạn đã yêu cầu trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Đừng mua sắm thêm quần áo dành cho mức cân nặng hiện tại. Hãy tin tưởng và tập trung vào toàn bộ những quần áo sẽ mua sắp tới. Bạn nên tìm kiếm, ngưỡng mộ và thầm khen ngợi những ai có mức cân nặng như bạn mong muốn. Vì vậy, đồng nghĩa với việc bạn đang triệu hồi nó đến với bạn. Nếu thấy ai đó thừa cân, mình đừng nên quan sát họ. Thay vào đó, hãy đổi hướng suy nghĩ của mình sang hình ảnh bạn đang ở mức cân nặng hoàn hảo và cảm nhận về điều đó. Bước 3. Đón nhận. Bạn phải cảm thấy thoải mái về chính bạn. Đây là điều tối quan trọng vì bạn không thể thu hút được cân nặng hoàn hảo nếu bạn cảm thấy thất vọng về cơ thể mình. Cảm thấy cơ thể của mình tồi tệ là một cảm xúc mạnh mẽ, thứ khiến bạn sẽ tiếp tục thu hút những cảm xúc tương tự về cơ thể của mình. Bạn sẽ không bao giờ đẹp lên nếu thường xuyên chê bai và bới móc những thiếu sót của cơ thể hoàn hảo. Cũng như cảm thấy hài lòng về chính bạn, bạn đang ở tần số với mức cân nặng hoàn hảo và đang triệu hồi sự hoàn hảo đến với mình. Wallace Waters đã chia sẻ một bí quyết ăn uống tuyệt vời trong một cuốn sách của ông. Ông khuyến khích khi ăn, bạn nên tập trung hoàn toàn vào việc tận hưởng thức ăn. Hãy giữ tâm trí của bạn ở hiện tại và thưởng thức mùi vị của món ăn thay vì để tâm trí của bạn lạc sang những vấn đề khác. Hãy tận hưởng mọi cảm giác khi bạn nhai và nuốt thức ăn. Hãy thực hiện điều này trong bữa ăn tới. Khi bạn tập trung hoàn toàn vào việc ăn uống, hương vị của thức ăn trở nên vô cùng đậm đà và hấp dẫn. Nhưng khi bạn để tâm trí của mình sao nhãng, hương vị đó sẽ tự động biến mất. Tôi tin rằng nếu chúng ta tập trung cao độ vào cảm giác tuyệt vời khi ăn, thì thức ăn sẽ được hấp thụ vào cơ thể của chúng một cách hoàn hảo và chắc chắn cơ thể của chúng sẽ rất hoàn hảo. Tôi muốn kết thúc câu chuyện về cân nặng bằng cách tiết lộ với bạn giờ đây. Tôi vẫn duy trì ở mức cân nặng hoàn hảo của mình ở con số 52 và tôi có thể tận hưởng bất kỳ món ăn nào mà tôi yêu thích. Vì thế, hãy tập trung vào mức cân nặng hoàn hảo mà bạn mong muốn. Vậy, mất bao lâu để tôi đạt được điều tôi mong muốn? Tiến sĩ Joe Vitale.
Một vấn đề khác mà mọi người hay thắc mắc đó là tôi sẽ mất bao lâu để có được xe hơi, để có được mối quan hệ và có nhiều tiền. Không có một cuốn sách quy chuẩn nào nói về thời hạn để bạn đạt được những điều này. Nó tùy thuộc vào mức độ đang hòa hợp của bạn với vũ trụ. Einstein đã từng nói, thời gian chỉ là một dạng ảo giác. Nếu đây là lần đầu tiên nghe đến điều này, thì chắc chắn bạn sẽ gặp khó khăn khi tiếp nhận nó. Điều mà các nhà vật lý lượng tử và Einstein đã nói với chúng ta là mọi thứ đang xảy ra cùng một thời điểm. Nếu bạn có thể hiểu rằng thời gian không tồn tại và chấp nhận quan điểm này, bạn sẽ thấy tất cả những gì bạn mong muốn trong tương lai đều tồn tại. Điều này có nghĩa là một phiên bản của bạn về con người bạn mong muốn cũng đã tồn tại. Vũ trụ không hề mất thời gian để tạo ra những điều bạn mong muốn. Nguyên nhân khiến bạn vẫn chưa được có được trải nghiệm chúng bởi vì bạn sự trì hoãn trong việc thay thế niềm tin, kiến thức và cảm nhận của bạn đã có. Chính bạn đã đưa mình vào tần số của những điều bạn mong muốn. Khi đã ở trong tần số đó, mọi thứ bạn muốn sẽ xuất hiện. Bob Dolly. Kích thước không phải là vấn đề đối với vũ trụ. Sẽ không còn khó khăn để thu hút và quan sát những thứ chúng ta cho là vĩ đại đến với những thứ được coi là vô cùng nhỏ bé ở cấp độ khoa học. Vũ trụ thực hiện được mọi thứ và không cần nỗ lực, cỏ không cần cố gắng để phát triển, nó mọc một cách tự nhiên và đó là một hình mẫu tuyệt vời. Tất cả phụ thuộc vào những suy nghĩ đang diễn ra bên trong tâm trí của bạn. Nó phụ thuộc vào điều chúng ta đưa ra và nói, điều đó sẽ tốn thời gian, hay điều thật sự nhỏ bé và tôi có thể chỉ cần dành cho nó một thời gian một giờ. Đó là những quy luật lệ chúng ta đặt ra, không có nguyên tắc nào như vậy đối với vũ trụ. Bạn chỉ cung cấp cảm nhận rằng bạn, mình đã có được nó ngay bây giờ. Quy luật sẽ luôn phản hồi lại bạn và bất kể điều đó là điều gì. Đối với vũ trụ, không có giới hạn nào về mặt thời gian và kích thước. Việc tạo ra một đô la cũng dễ dàng như tạo ra một triệu đô. Đó là cùng một quá trình và lý do duy nhất để một người có được thứ mình mong muốn nhanh hơn, trong khi người khác lại tốn nhiều thời gian hơn bởi vì họ nghĩ rằng một triệu đô là rất nhiều và một triệu đô là rất ít. Một vài người dễ dàng và nhanh chóng có được kết quả với những thứ nhỏ bé. Vì vậy chúng ta thỉnh thoảng vẫn nói rằng hãy bắt đầu từ những thứ nhỏ bé, chẳng hạn như một tách cà phê. Hãy thử dành tâm trí của bạn để thu hút một tách cà phê vào ngày hôm nay. Hãy tưởng tượng bạn đang nói chuyện với một người bạn cũ đã lâu không gặp bằng một cách nào đó, như một ai đó khác sẽ nói chuyện với bạn về người đó, hay người ấy sẽ liên lạc với bạn qua thư hoặc điện thoại chẳng hạn. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ như vậy một cách ý thức, dễ dàng. Để trải nghiệm được luật hấp dẫn dưới sự quan sát trực tiếp của bạn, hãy kể cho tôi nghe câu chuyện về một chàng trai đã làm chính xác điều tôi vừa nói. Anh ta đã xem bộ phim Bí mật và quyết định bắt đầu thực hiện một vài việc nhỏ. Anh ta hình dung ra một chiếc lông vũ bên trong tâm trí mình và chiếc lông vũ này trở nên thật đặc biệt. Anh ấy tưởng tượng chiếc lông vũ có những đốm màu sắc. Khi nhìn thấy nó ở ngoài đời, anh ta sẽ nhận ra ngay chiếc lông vũ này đã đến với anh thông qua nỗ lực sử dụng luật hấp dẫn. Hai ngày sau đó, khi anh ta bước chân vào một tòa nhà cao ốc tại New York, một cách vô tình anh ta nhìn xuống đất và ngay ở dưới chân anh ta, tại lối ra vào của tòa nhà cao ốc đó, anh thấy một chiếc lông vũ, không phải như chiếc lông vũ thông thường khác. Đây chính là chiếc lông vũ mà anh đã tưởng tượng trước đó. Nó có tất cả các đặc điểm đặc biệt của chiếc lông vũ mà anh đã hình dung tưởng tượng trong đầu. Trong khoảnh khắc đấy, anh biết đó chính là luật hấp dẫn đang vận hành với tất cả sự kỳ diệu của nó.
anh ta nhận ra được khả năng đáng kinh ngạc và sức mạnh để thu hút điều gì đó đến với luật hấp dẫn thông qua sức mạnh tâm trí. Với sự tin tưởng tuyệt đối đó, giờ đây anh ta đang tiếp tục và tạo ra những thứ vĩ đại hơn. David Skimmer, huấn luyện viên nhà đầu tư, giáo viên kim chuyên quyền quản lý tài sản. Nhiều người hay ngạc nhiên về cách tôi xếp hàng tại bãi đỗ xe. Tôi đã làm vậy từ khi tôi biết được bí mật lần đầu tiên. Tôi đã hình dung chính xác về bãi đỗ xe mình mong muốn và 95% trường hợp xảy ra luôn có sẵn chỗ để xe cho tôi và chỉ cần lái vào, 5% còn lại thì tôi phải đợi vài phút để có một người lấy xe ra và tôi có được chỗ tôi mong muốn. Tôi luôn luôn làm như vậy. Đây, bạn có thể hiểu được tại sao một người nói rằng tôi là người may mắn, lần nào tôi cũng trúng thưởng, và họ nói họ trúng thưởng hết lần này tới lần khác, và những người này kỳ vọng về nó khi bắt đầu kỳ vọng về những điều vĩ đại. Bạn sẽ ngay lập tức lập ra trước một ống kính của mình. Lên kế hoạch trước cho một ngày. Bạn có thể sử dụng luật hấp dẫn để tạo ra trước toàn bộ cuộc sống của bạn. Hãy viết điều mà bạn sẽ làm tiếp theo trong ngày mai. Trong hôm nay, Practice Mindful, bậc thầy có những bài viết sâu sắc về luật hấp dẫn và cách sử dụng nó, đã mô tả tầm quan trọng của việc suy nghĩ trước cho một ngày của bạn. Khi bạn nói với chính bản thân rằng mình sẽ có một chuyến tham quan hoặc dã ngoại thú vị, khi ấy bạn đang gửi trước vài tần số và xung lực đến một phiên bản khác của bạn. Nó sẽ sắp xếp mọi thứ để chuyến tham quan tại Nhật Bản của bạn trở nên thú vị. Ngược lại, khi đi tham quan dã ngoại hay một cuộc mua sắm, bạn ở trong trạng thái bất ổn, sợ hãi, e ngại về điều gì đó, thì bạn đang gửi đi trước những sứ giả vô hình sẽ tạo ra những thứ không thoải mái. Nói một cách khác, những suy nghĩ của chúng ta, trạng thái tâm thức của chúng ta luôn là làm trước nhiệm vụ, sắp xếp của những thứ tốt hay là không tứ trong tốt. Bạn có thể thấy tầm quan trọng của việc suy nghĩ trước mọi thứ diễn ra hàng ngày. Bạn sẽ không nghi ngờ về việc có những trải nghiệm đối ngược với những suy nghĩ trước đó cho ngày của bạn. Và hậu quả của việc đó là bạn cảm thấy bối rối và vội vã, hối hả. Nếu bạn đang trong tình trạng đó, bạn hãy ý thức được rằng những suy nghĩ và hành động đó đang dựa trên sự sợ hãi và bạn đang sắp xếp những điều mà tệ hại trước đó. Của bạn, nếu bạn tiếp tục vội vã và bạn sẽ thu hút những điều tồi tệ hơn trên màn hình của mình. Nếu tiếp tục vội vã, bạn sẽ thu hút điều tồi tệ trên màn hình, trên hành trình của bạn. Thêm vào đó, luật hấp dẫn đang sắp xếp thêm nhiều tình huống khiến bạn tiếp tục hối hả và vội vã. Bạn phải nhanh chóng đưa bản thân mình thoát khỏi tần số ấy. Hãy dành ra vài phút để chuyển đổi cảm xúc của bạn. Nếu bạn không muốn kêu gọi những điều tồi tệ đến với mình, nhiều người, đặc biệt là những người trong xã hội phương Tây, thường chạy theo thời gian và phàn nàn rằng họ không có lý trí. Họ không có đủ thời gian. Nếu bạn thường xuyên phải vắt chân lên cổ với suy nghĩ bị thiếu thời gian, thì ngay bây giờ, hay bây giờ này lúc này, hãy vắt cam đi. Nếu bạn thường phải vắt chân lên cổ với suy nghĩ bị thiếu thời gian, thì từ giờ trở đi, hãy tuyên bố mạnh mẽ rằng tôi có thừa thời gian để thay đổi cuộc sống của tôi. Bạn có thể biến thời gian chờ đợi thành khoảng thời gian mạnh mẽ để tạo ra tương lai của mình. Lần sau, nếu đang trong tình huống chờ đợi một ai đó hoặc một điều gì đó, bạn hãy nắm lấy cơ hội này,
có thể tưởng tượng đến việc sở hữu mọi thứ mà bạn mong muốn. Bạn có thể làm được điều này qua mọi lúc, mọi nơi. Hãy chuyển đổi mọi tình huống trong cuộc sống trở thành tích cực. Hãy hình thành một thói quen hàng ngày, đó là lên kế hoạch trước cho tất cả mọi việc sẽ xảy ra trong cuộc sống. Bằng những suy nghĩ của bạn, trước khi làm điều đó hoặc đi đến đâu, hãy để luật hấp dẫn hành động trước bằng cách lên kế hoạch trước cho chúng ta. Khi đó, bạn có thể chủ động tạo ra được cuộc sống của mình. Tổng kết về luật hấp. Về bí mật. Tương tự vị thần đèn trong câu chuyện của Aladdin, luật hấp dẫn sẽ thực hiện mọi mệnh lệnh của chúng ta. Quy trình sáng tạo giúp bạn đạt được những thứ mà bạn mong muốn thông qua 3 bước đơn giản: yêu cầu, tin tưởng, khai thác. Yêu cầu vũ trụ. Đón nhận, yêu cầu vũ trụ những gì bạn muốn là cơ hội để hiểu rõ hơn những gì bạn mong muốn. Chỉ cần bạn xác định rõ trong tâm trí, cũng có nghĩa là bạn đã đưa ra yêu cầu, tin tưởng và hành động, lời nói và suy nghĩ có thể đạt được những thứ bạn yêu cầu. Khi bạn phát ra tần số đã sở hữu nó, luật hấp dẫn sẽ dịch chuyển những con người, sự kiện và tình huống để giúp cho bạn có được điều đó. Đón nhận là bạn phải có những cảm xúc tích cực, bạn đã đạt được điều bạn muốn, cảm thấy điều tốt đẹp ngay bây giờ để sẽ đưa bạn đến tần số của điều bạn muốn. Nếu bạn muốn giảm cân, cách tốt nhất là bạn tránh tập trung vào việc giảm cân, thay vì đó tập trung vào cân nặng lý tưởng của bạn, cảm nhận cảm giác mà bạn có thể có. Khi bạn đã ở trạng thái cân bằng, thì lý tưởng và bạn sẽ kêu gọi được cân nặng lý tưởng đến với mình. Vũ trụ không cần tốn chút thời gian nào để tạo ra những điều bạn muốn. Việc bạn tạo ra 1 triệu đô la cũng dễ dàng như tạo ra 1 đô la đầu tiên vậy. Khi bắt đầu, hãy thực hiện những điều nhỏ trước, ví dụ như một tách cà phê hay tìm được một chỗ để xe trong những cách dễ dàng để trải nghiệm cơ chế hoạt động của luật hấp dẫn. Hãy tập trung mạnh mẽ để thu hút những kết quả nhỏ trước. Khi trải nghiệm sức mạnh về khả năng thu hút của mình, bạn sẽ tiếp tục thêm những trải nghiệm mới. Bạn sẽ tiếp tục thu hút những điều to lớn hơn. Lên kế hoạch trước cho một ngày bằng cách nghĩ về những điều sẽ xảy ra. Như thế, bạn sẽ chủ động và tạo luật ra được.